Chào các bạn nha. Hôm nay nhỏ em mình nó cho mình cái gao tiếng vua nè các bạn. Cái này nó còn khô nè. Bây giờ này được 100 gram thì mình đi ngâm với nước. Ngâm tầm 4-5 tiếng đó các bạn. Rồi cái mình cắt bỏ cái đầu ha. Cái mình đi cắt khúc vừa ăn các bạn. Cắt khúc tầm 4-5 cm gì đó. Nè tầm cỡ này nè các bạn. Đó mình cắt cỡ này đi đặng cho dễ gấp. Cái loại này khô nè, mình mua lần 200-300 gram mình để nhà để dành xài các bạn. Khi nào mình xài thì mình ngâm nước, còn không xài mình để khô vậy nó không có hư các bạn. Sau khi mình cắt xong thì mình rửa lại 4-5 nước cho nó sạch nha các bạn, rồi để cho nó gáo. Rồi củ cải đỏ thì mình cắt khúc nè, mình sắc sợi sợi cũng như cái cọng tiếng vua nãy vậy đó các bạn. Giờ mình lấy cái đồ dít bánh bò mặn đó, mình cắt cho nó đẹp, nó có ngắn ngắn gì nè, cho cái củ cải mình nó đẹp. Sau khi mình cắt xong thì mình cũng đem đi rửa sạch rồi cũng để gáo nước luôn ha. Để cái này nếu mà muốn ngon thì mình sẽ ướp khoảng 4-5 tiếng cho nó thấm các bạn. Giờ mình chuẩn bị 100ml giấm nè, 100g đường với 1 muỗng cà phê muối. Mình quậy cho nó tan ra rồi mình mới bỏ củ cải vô, mình trộn ướp nó các bạn. Rồi bỏ cái tiếng vua vô luôn, ướp tầm 4-5 tiếng vậy đó cho nó thấm, càng lâu thì nó càng ngon ha. Tai heo với tép thì mình luộc xong thì mình lột vỏ, còn tai heo mình xắt miếng vừa ăn ha. Giờ mình đi làm nước trộn gỏi ha. 1 muỗng canh tỏi ớt băm, 1 muỗng canh tương ớt, 2 muỗng nước bấm, 2 muỗng đường và 1 muỗng nước cốt chanh nha các bạn. Mình sẽ chế vô đây phân nửa nè các bạn, mình trộn cho nó thấm thịt với tép đó các bạn, nó mới ngon. Ướp tầm khoảng 5 phút đi, chúng ta mới đổ hết cái gao tiếng vua với củ cải đỏ mà mình ngâm giấm đường lúc nãy các bạn. Mình vớt khô nha, không có lấy nước. Rồi cái mình trộn đều lên, rồi cái còn nửa chén nước trộn gỏi còn lại mình tưới vô hết luôn các bạn. Rồi sau khi mình trộn xong thì mình sẽ bỏ hành phi với tỏi phi vô với gao thơm vô, chúng ta trộn đều lên là gấp ra dĩa là bắt đầu ăn là được rồi đó các bạn. Nhà mà có đám tiệc các bạn thử làm cái món này đãi khách đi, rất là ngon luôn á. Nó cũng rất dễ làm mà không có tốn thời gian nhiều nữa. Rồi mình gắt đậu phộng lên cho nó thơm các bạn. Để mình ăn thử các bạn coi. Rất là giòn luôn các bạn. Rất là vừa ăn luôn, rất ngon. Cái gao tiếng vua nó giòn, còn lỗ tai heo nó sực sực, ăn rất là ngon luôn các bạn. Các bạn thử làm cho gia đình mình ăn đi ha. Rất đơn giản, ăn rất là ngon luôn. Chấm thêm nước mắm chua ngọt nữa là không còn gì phải nói các bạn. Rồi chúc các bạn thành công nha. Nếu thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh mình, để lần sau mình ra video mới các bạn là người nhìn thấy đầu tiên. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.